là một xã nằm ở ngoài bãi sông Hồng có xuất phát điểm thấp. Trước năm 1997, đời sống của nhân dân xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau 25 năm tái lập tỉnh, được sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành, sự phát huy nội lực của địa phương, diện mạo của Hùng Cường nay đã có nhiều khởi sắc. Khi nhắc đến những đổi thay của quê hương, ông Đoàn Thạc Sĩ và những người bạn đồng hữu của mình đều cảm thấy phấn khởi tự hào. Bởi sau 25 năm tái lập tỉnh, kinh tế gia đình ông cũng như các hộ dân xã Hùng Cường đã phát triển vượt bậc. Những ngôi nhà cao tầng hiện đại và kiên cố, những con đường nông thôn sạch đẹp, giờ bóng cây xanh ngày một mở rộng, đã làm cho diện mạo nông thôn thêm khang trang, hiện đại. Ngày xưa cụ nói là đây là sống ngâm da chết ngâm xương. 6 tháng đi bằng thuyền mà, nước ngập quanh năm, nước lên đâu thì là về đấy. Đi lại khó khăn, đi qua sông qua đò. Khi mà tách tỉnh, xã hội phát triển rất là mạnh, đời sống dân dân lên cao. Trong mơ, nhân dân cũng không nghĩ rằng là mình có được. Từ những năm 97 trở về trước, các cái cây trồng chủ yếu của xã Hồng Cường chúng tôi là cây đay, cây mía. Đời sống kinh tế thì rất là khó khăn. Rất là nhiều nhà tranh vỡ đất. Chứ bây giờ thì cái bộ mặt nông thôn rất là khang trang, sạch đẹp. Người dân thì vô cùng phấn khởi. Năm 1997, khi mới tái lập tỉnh, Hùng Cường phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức, giao thông xuống cấp nghiêm trọng do thường xuyên bị lũ lụt, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên 4 triệu đồng một người trên năm. Một hecta đất canh tác đạt 27 triệu đồng. Mục tiêu sớm đưa Hùng Cường ra khỏi diện xã nghèo theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra đã được chính quyền và nhân dân quyết tâm thực hiện. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính, đường liên thôn, liên xã được trải nhựa và bê tông, cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang. Năm 2018, Hùng Cường được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trở thành nông thôn mới nâng cao vào năm 2020. Đường, trường, trạm của xã Cường đến giờ là hoàn thành được các mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra và chuẩn bị cho những năm tiếp theo, mà đặc biệt năm 2022 này. Thì xã Hùng Cường tập trung vào xây dựng các trường để nâng cao cái chất lượng giáo dục. Hùng Cường đang ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả đó là niềm tự hào, là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.